Yeah. Mỗi bạn đọc một dòng cho cô nào. Anh học kiếm. Bên cạnh. Phản phản biên. Tùy. Đúng rồi, âm đầu ra đúng rồi đó, gần đúng. Thanh một. Tháng. Phi tháng. Du lịch. Thanh ba lưu dấu. Thanh bảo. Tuệ chú chiếu. Thanh ba với thanh hai. Chí. Tuệ chỉ thoáng. Bù sư. Hẳn học. Rồi, đặt từ trong hoặc vào vị trí thích hợp. Lại. Kia. Nỉ, ná lì sư nỉ. Hẳn tố. À, wǒ yǒu hǎn tuō gǒu. Đây là tiếp theo thí. Đây là y sinh số nỉ yáo tuò xiù xì. Thứ ba thí. Đơn sơ nỉ. Đơn sơ nỉ sơ mà. Chân. À. Rên sư nỉ. Chân cao xin à. Hẳn học. Câu 4. Nã lì sư mình thiên. Tuy, giỗ thiên. À. 昨天我已经买了那本书了. Câu 5. Đây, 2000 tố khoai chén, hẳn hảo, tí liêu thí. Mổ mến. Chua. Mổ mến chua sổ mơ.
我们租车，去他家，很好。 Rồi, vào bài khóa. Bài đầu tiên, chữ đầu tiên. Ngoài miệng. Ngoài là bên ngoài. Ngoài nó sẽ ngược nghĩa với chữ gì? Trái nghĩa với chữ gì? Lì, tôi là ngoài miệng hở lì miệng. Lái kia. Câu này nghĩa là gì? Đợi chờ tấn của nghĩa là gì? À, bạn đợi tôi ở ngoài trường được không? Và bên ngoài rất lạnh, nó là sao Phương Uyên? Hấn lợn. Phải ngoài miên hấn lợn. Đấy, từ số 2. Chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị là chuẩn bị. Chuẩn bị đi chạy bộ. Kiên. Đi chạy bộ. Chuẩn bị chi pao bu. Bạn chuẩn bị làm gì vậy? Bạn chuẩn bị làm gì vậy? Làm gì nó là sao? Làm. Nghĩ chuẩn bị chua sẵn mà nó. Bạn chuẩn bị làm gì vậy? Thì hai chữ này không khó, chữ này mới là khó. Chữ số 3. Đọc sao? À, chịu. Chịu được để chỉ một kết luận hay một sự kiên quyết. Thì chữ chịu đôi lúc có nghĩa như chữ thì trong tiếng Việt của mình. Thì được dùng ở câu có hai vế và chịu cộng với động từ. Chịu sẽ đứng trước một động từ và cộng này thường đứng ở vế sau để kết nối nội dung trước đó. Ví dụ, 今天天气不好. Không thể à thi chủ chiếu là chiều mình thiên truy bà. Hôm nay thời tiết không tốt, không thể đá bóng à, thì ngày mai đi nhé. Nó gần tương đương với chữ thì, nhưng câu này nó sẽ không tương đương với chữ chiều thật. Để trở tớ cà phê hải bú chua. Bú chua là tốt lắm, khá, tương đương với nghĩa hẳn họ. Chua là tồi tệ, bú chua là không tồi, tức là rất là tốt. Chiêu hơ cà phê bà. Ở đây, cà phê ở đây rất ngon. Vậy uống cà phê nhé. Thì ở đây là cái gì? Nhấn mạnh. Nhấn mạnh cái việc uống này. Câu này thì chữ chịu nó có nghĩa là thì, nhưng câu sau thì nó không có nghĩa là thì. Và còn khi ghép chịu sự là biểu thị một cái sự nhượng bộ. Chịu sự chính là, tiếng Việt của mình sẽ là chính là. Câu này Uyên. Nghĩa là gì? Chính là hơi to một chút. Thì xí nữa chúng ta sẽ học về chữ dấu tiện. Dấu tiện là một chút.
Bữa vừa rồi mình học ý xa cũng đã là một chút, bây giờ lại học tiếp một chút. Cái màu này cũng khá là đẹp, chỉ là hơi to chút. Chú, chiêu sư. Thì bây giờ mình sẽ xem chữ chiêu và mình làm bài tập với chữ chiêu. Vế trước cộng với chiêu, động từ của vế sau. Ví dụ câu này. Chính thiên thai lê là và dùng giáo tiện siêu gì. Giáo tiện ở phía sau thì chúng ta sẽ dùng chiêu gì? Dùng chữ chiêu để sửa lại cái câu này. Chính thiên Chính thiên thai lê là mệt quá. Chiêu cháu tiện siêu xì. Chiêu cháu tiện sớm một chút. Cháu tiện siêu xì. Chiêu cháu tiện siêu xì. Nghỉ ngơi sớm một chút. Còn vì sao cái này đứng ở đặt trước chữ siêu xì thì lát nữa mình mới học tới. Ở bài khóa 4 chúng ta mới học đến. Tiếp theo. Mên thiếu là mì. Mên thiếu là mì. Xong nữa. Chiêu như thế nào? Chuyện gì đây? Chuyện này chuyện gì đây? Chuyện gì? Vũ sư Chính. Trời ơi, chuyện chính này học mít rồi. Chiêu Chính Thá Sư Mên Thảo. Chứ miền thiếu chịu chỉ tha chứ miền thiếu. Anh ấy thích ăn mì nhá. Vậy thì mời anh ấy ăn mì. Rồi, trả lời câu hỏi cho cô. Câu này. Đọc câu hỏi của con chữ không? Mà tiền. Tờ y phú. Bú chua. Chien. Thà zhen me shuo ne? Ba wei jue de zhe ge shang dian de yi fu bu chuo, xiang mai yi jian. Na ta hui zhen me shuo? Yong jiu de noi. Nó để chống mất tên nào tới y phú. Chiêu mãi muốn mua một chiếc thôi nè, mua một cái thôi nè. Thì ta quay cảm thấy quần ở cửa hàng này rất là đẹp, rất là tốt, muốn mua một cái thì anh ấy sẽ nói như thế nào? Anh ấy sẽ nói là chờ cơ sang tiên tờ y phú bú chua chiêu mà ý chen bà. Chiêu mà ý chen bà. Chờ cơ sang tiên tờ y phú bú chua chiêu mà ý chen bà. Học. Tiếp theo. Chờ cơ phan quản tờ chai hẳn bú chua. Chờ cơ phan quản nhà hàng. Chờ cơ phan quản tờ chai hẳn bú chua. Ta wei xiang zai chờ cơ phan quản chư phan. Ta wei xiang zai chờ phan quản chư phan. Ta zẩm mơ shuo.
chiều ừ ba à chiều tại chỗ cái phan quán chư phan ba chiều tại chỗ ở đây mình sẽ thay thế cả cái cộng gì chiều cái phan quán đúng không chiều tại chỗ chỗ chiều tại chỗ chư ba họ tiếp tục gì cá gì là cá kia tuy là bạn thích ăn cá thì ăn nhiều một chút phải học chữ tiếp theo ba lâu nay mình cũng đã có gặp qua rồi trong các câu ví dụ đặt ở cuối câu có nghĩa tương đương là nhé ha đi các trợ từ ngữ khí đấy à, Uyên ha truy truy là nhắc ừ. Nhắc à ừ. Chiều là nhắc ăn ấy tuệ tuệ hình học được chưa rồi năm từ vựng của bài khóa này ngoài miệng chuẩn bị chiều ừ. Ba ngoài miệng chuẩn bị chiều A và B. Chuẩn bị. Là gì? Ăn ở đâu? Ăn ở nhà. À, nếu chuẩn bị cho sớm đó thì làm gì thế ạ? Ở đây sẽ là gì? Nấu, tuy là chua có nghĩa là làm nhưng trong cái nghĩa này chua có nghĩa là nấu. Ừ. Nấu món cá bạn thích ăn. Nhấn mạnh chua, nhấn mạnh cái nội dung là nấu này. Không. Vẫn tiếp tục nghe thôi. 晚上我们去饭馆吃饭怎么样? 我不想去外面吃，我想在家吃。 那你准备做什么呢? 就做你爱吃的鱼吧。 Các bạn chú ý nghe cái chỗ các bạn mà uống lưỡi thôi, họ sẽ thành là phan quạt. Âm bắc, âm vị bắc của tiếng Trung, họ uống lưỡi rất là nhiều, chứ không có gì hết, nghĩa không thay đổi. 晚上我们去饭馆吃饭怎么样?
我不想去外面吃，我想在家吃。那你准备做什么呢？就做你爱吃的鱼吧。好，hai bạn thôi, cứ bạn A bạn B đi. Ừ. 我不想去外面吃。我想在家吃。鱼饭。嗯，再来。晚上我们去饭馆吃饭，怎么样？白话嗨。课文二。Chen là lượng từ của áo quần. Lúc nãy mình đã gặp ở trong cái câu ví dụ rồi. Chen có nghĩa là lượng từ chiếc áo hoặc chiếc quần. Chứ nguyên một bộ đồ thì mình sẽ dùng thao, lượng từ thao. Còn đây là chen. Chen sẽ là lượng từ cho quần áo hoặc là sự việc. Quần áo hoặc là sự việc. Phương Nguyên. Thỉnh thọ nghĩa là gì? Cái áo này. Vì sao, làm sao mà tôi không biết? Làm sao mà tôi không biết? Thỉnh thọ. Chữ số 9. Ủ chua lúc nào cô đã nói qua. Chua là sai hoặc là tồi. Chua tức nghĩa là không tồi. Còn nếu như mà nói rằng bạn làm cái bài tập này đúng rồi, không có sai. Chua có nghĩa là sai. Nhưng mà khi nói rằng em làm cái bài này đúng rồi, không sai, thì mình không được dùng ủ chua, mà mình phải dùng mấy chua. Mấy chua là không sai. Còn ủ chua sẽ có nghĩa là tuyệt hoặc là khá tốt. Ủ chua tương đương với chữ thỉnh thọ. Ủ chua có nghĩa là thỉnh thọ. Nhớ thì lại kia. Thỉnh thọ nghĩa là gì? Chiếc áo này hình phú chua thì có thể là mình không cần dùng từ huyệt cũng có thể khen là đẹp, đúng không? Chiếc áo thì là đẹp, tốt. Bạn mua ở đâu? Lái Phương Nguyên. Lá lì mấy? Phú sư mấy? Hàn Quốc đây là. Tiếng Trung của ấy, cô ấy khá tốt, thỉnh học. Tiếp theo, hải có nghĩa là cũng hoặc là khá. Và hải đứng ở trước tính từ trong bài này. Hải đứng trước tính từ có nghĩa là cái gì đó tạm tạm, có thể chấp nhận được. Hải học. Nhi tờ hàn yu zǎ mèi yà? Hải học tầm tạm, có thể chấp nhận được. Hải học. Hải. Và câu này kia. Xính. Xính ở đây có nghĩa là ok. Không quá to. Nhưng mà khi mà mình đưa hải vô có nghĩa là cũng tạm thời chấp nhận thôi, chứ không có được như ý muốn lắm. Và chúng ta sẽ học thêm một chữ khứa gì. Khứa gì trước đây mình học khứa gì là có thể, chỉ sự, cho phép. Còn ngày hôm nay khứa gì là một tính từ, có nghĩa là không tệ, tạm được.
và khi cửa gì ghép với lại chữ hãy, hãy cửa gì à cũng tạm tạm, hãy cửa gì nì tờ cung chua dẫm mây giang, hãy cửa gì, hãy cửa gì tạm tạm. Đấy, Uyên. À, hãy cửa gì. Quê. Quê là đắc. Chỉ là. À, chỉ là đắc một tí. Thì lát nữa chúng ta sẽ học tiếp về chữ dấu tiền. Ha. Tiếp. Hái khứa gì? Ừ. Ừ, tiếng Trung của tôi cũng tạm được. Rồi, trong bài này chỉ có 4 từ vựng. 4 từ này thì cũng chỉ là nghĩa thôi. Nói chung là mấy bài này của mình cũng chưa có cái ngữ pháp gì khó đâu. Tiền. Hái. Khứa gì? Bố chua. 剑还可以不错剑还可以不错剑还可以不错. Lại hai nhân vật ở trong bài này ở đâu đây? Sang Tiên ở cửa hàng nghe họ nói nào. Băng wǒ kàn yī xiā zhè yī fǔ zěn yǎng? Yán sè hái kě yǐ, jiù shì you diǎn dà. Zhè jiàn yǐ xiǎo de zěn yǎng? Zhè jiàn bù cuò, jiù mái zhè jiàn bǎ. Hiểu không? Dịch cô nghe thử. À, Kiên A. Phương Uyên B. Tuệ. Tuệ là. Đây không chỉ là cũng được đâu. Hình học. Bù chua có nghĩa là hình học. Khi nào có chữ hái ở đằng trước kia thì mới nói là tạm tạm, có thể chấp nhận được thì mình mới dùng chữ cũng. À, cái này không tồi, cái này khá lắm, cái này đẹp lắm ha. Và chúng ta sẽ, rồi chúng ta thì nó có thêm cuốn lưỡi ở đằng sau thôi. Một chút động từ có nghĩa là một chút hoặc là thử xem. Một chút hoặc là thử xem. Rồi, à, Phương Uyên A, Kiên B, đọc cô nghe thử. Trở chiên. Vào bài khóa 3. Bài khóa 3. Khảo sư. Khảo sư là cuộc thi. Khảo sư là cuộc thi hoặc là bài thi. Khảo sư. Uyên. Chế xí. Ừ. Chiêu. Chiêu. Ná lì thí. Cân. Cân là cùng với chiêu bù cân. Cân là thành một. Chiêu bù cân. Ừ, nghĩa là gì?
ý là phải là chịu sư mà là ý là chịu chịu cu cần nỉ truy là à không đi với bạn nữa à chịu cu cần nhấn mạnh chịu cu cần nỉ truy là không đi với bạn nữa ý sự nghĩa hoặc là ý nghĩa nghĩa hoặc là ý nghĩa hoặc là ý của tôi là đó ý có nghĩa là Italy đó hay nói rất hay rồi nào tiếp à lá đi chữ đầu tiên à ngoài miền ừ ý của tôi là không muốn đi ra ngoài ăn. Uyên. Ừ. Đây là bạn có biết tên của bạn ý nghĩa là gì không? Rồi bài này chỉ có hai từ mới. Là khảo sư ý nghĩa. Is đọc ở thân nhạc. Is. Khảo sư. Is. Hai bạn nhanh học rất là nhanh. Lại, ở đâu đây? Khảo sư. Phòng học. Khảo sư ở phòng học. Bài khá dài.今天去不去打球？这两天有点累，不去打球了。你在做什么呢？是在想昨天的考试吗？是啊，我觉得拼和说还可以，读和写不好，很多字我都不知道是什么意思。 Nó là nhanh thật lua phát là xong. A. À, bạn nào dịch A cô nghe thử. Cái tạ, tạ vừa rồi mình học là gì? Tạ trong gì? À, tạ điện thoại có nghĩa là gọi điện thoại. Thì cô có nói là tạ là gồm có nghĩa gì? Nó nghe này, a à, gọi này. Nhưng mà nghĩa gốc của chữ tạ có nghĩa là đánh. À, tạ có nghĩa là đánh. Chiếu là gì? Bóng, tạ chiếu. Đánh bóng. Thì nói chung những cái môn gì mà nó liên quan tới cái tay thì đều có thể dùng tạ chiếu. Đây họ nói chung cho nên cũng không tạ móng là môn thể thao gì. Ví dụ như bóng rổ cũng có thể dùng tạ chiếu. Cầu lông cũng có thể dùng tạ chiếu. Golf cũng có thể dùng tạ chiếu. Thì họ nói chung cho nên ở trong này mình chưa thể biết được là họ đang chơi môn thể thao gì. Nhưng những môn thể thao này liên quan tới tay chứ không phải là chân ha. Hôm nay có đi đánh bóng không? Đúng rồi, trơ liạng thiên, hai ngày nay. Okay. À, cú truy không có muốn nữa, mà là không luôn, không đi luôn. Cú truy tại chỗ là không đi nữa, không đi đánh bóng nữa. Bạn gì? Sai. Đang vậy đây là cái này là ngày gì đúng rồi vậy thì đang muốn cái gì ngày hôm qua. À, đang muốn kiểm tra bài ngày hôm qua không à? Muốn không? Ngày hôm qua rồi còn muốn chi nữa? Muốn là phải chưa chứ?
đúng không? Thì ở đây chữ xiang nó sẽ có các nghĩa gì? Muốn với điều kiện là nó phải đứng trước một động từ khác, nói rằng tôi muốn thực hiện cái gì đó. Thì ở đây có động từ khác không? Không. Nghĩa thứ hai sẽ là nghĩ, suy nghĩ, chữ nghĩ. Và nghĩa thứ ba là nhớ. Thì ở đây nó sẽ rơi vào nghĩ hoặc là nhớ. Thì ở đây mình nên, cái bài kiểm tra ngày hôm qua thì mình nên dùng nghĩ hay là nhớ? Nghĩ. Đang nghĩ đến cái bài kiểm tra ngày hôm qua, phải không? Nhớ thì chữ xiang khi có nghĩa là muốn, với điều kiện gì? Nó phải là năng nguyện động từ. Cả năng nguyện vọng thì mới có là muốn, đúng không? Thì nó bắt buộc phải đứng trước một động từ, thì khi đó chúng ta mới dịch chữ xiang này có nghĩa là muốn. Nhưng ở đây nó có đứng trước động từ muốn không? Không. Cái đấy không thể dịch là muốn được, mà phải là nghĩ hoặc là nhớ. Thì trong bài này nên có nghĩa là nghĩ. Yên, tiếp theo. Tôi cảm thấy, tôi cho rằng nà lì hái khớ gì? À, cũng tạm tạm, không tệ. Cái này là chữ chứ không phải từ. Tôi là tôi không biết ý nghĩa là gì. Rồi, hồi nãy nghe họ đọc rồi, chưa đọc được không? Thử đi. Chữ này là gì? À, tôi là tạ chiếu. Lây, lây là mệt. Lây. Bù chù tạ chiếu lơ. Khảo sư. Lại, xin gần của tôi. Chính thiên chú bú chú tả chú. Chính thiên chú bú chú tả chú. Chú thiên chú bú chú tả chú. 去打球了 是啊，是啊，我觉得听和说还可以，还可以。我觉得听和说还可以。读和写不错啊，不好。读和写不好。很多字我都不知道。
我都不知道是什么意思。是什么意思？再来，很多字我都不知道。多字我都不知道。是什么意思？是什么意思？再来，今天去不去打球？今天去不去打球？今天去不去打球？今天去不去打球？这两天有点累。这两天有点累。这两天有点累。这两天有点累。不去打球了。不去打球了。不去打球了。不去打球了。你在做什么呢？你在做什么呢？你在做什么呢？你在做什么呢？是在想昨天的考试吗？是在想昨天的考试吗？是在想昨天的考试吗？是在想昨天的考试吗？是啊，是啊，是啊，是啊。我觉得听和说还可以。我觉得听和说还。我觉得听和说还可以。我觉得听和说还可以。读和写不好。读和写不好。读和写不好。读和写不好。很多字我都不知道。很多字我都不知道。很多字我都不知道。是什么意思？是什么意思？是什么意思？是什么意思？让我念好，再来一遍呢，嘿。让我们听完呢，看有没有几个关键啊？今天去不去打球？这两天有点累，不去打球了。你在做什么呢？是在想昨天的考试吗？是啊，我觉得听和说还可以。读和写不好，很多字我都不知道是什么意思。好，听啊，听呗，来。今天去不去打球？今天去。多看书对身体啊，对学习不错耶。啊，đọc sách nhiều。À, việc học gì khô có nghĩa là sau hoặc là sau này. Gì khô sau hoặc là sau này. Đi hẳn câu này. Chiều là rượu.Nghĩa là gì? Cô nữ không còn không nên nữa. Mà không được. Không cho phép luôn rồi. Chứ còn không nên, đó là khuyên. Còn lỡ như nên nên ở chỗ vô đó thì là khác. Còn đây là không được phép uống rượu. Khuyên. Làm gì? À, làm tiền.以后，啊，cái gì mới vừa xong thi kỳ thi, tuệ, à.Tức là sau 2 giờ tôi có bài kiểm tra, sau 2 giờ là sao? Tức là sau 2 giờ chiều á, là tôi không có rảnh, tôi có bài kiểm tra ha. Chứ không phải là 2 giờ, tức là 2 tiếng nữa, 2 tiếng nữa thì sẽ chữ khác. Rồi, bài này cũng chỉ có 2 chữ. Cà phê. Tuổi. Ý hộ. Cà phê mình đã học rồi. Cà phê. Tuổi. Ý hộ.咖啡对以后 Rồi, bây giờ vào bài khóa ở công sư công ty A và B. Bài này thì giờ các câu đơn giản như ngữ pháp lại chi à sa ba
Chúng ta sẽ thấy này, chú xì xa ba nghĩa là gì? À, nghỉ ngơi một chút nhé. Uống cà phê không? À, không uống nữa. Ừ, tôi đã uống hai rồi. Sa, đúng vậy. À, uống cà phê nhiều. À, không tốt sức khỏe. Uống ít một chút. Mỗi ngày uống một ly. Thì chúng ta sẽ đi xa của một chút mà y kìa cũng có nghĩa là một chút. Thì ở trong tiếng Trung, để biểu thị rằng một chút có rất là nhiều từ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi nè, dấu tiện. Hồi nãy đến giờ mình cứ gặp miết cái chữ dấu tiện. Dấu tiện có nghĩa là dấu y tiện. Dấu y tiện. Và dấu y tiện sẽ đứng trước một tính từ. Dấu y tiện sẽ đứng trước một tính từ. Ví dụ như 我不去了，工作。 Tuệ hẳn họ dấu tiện mạng có nghĩa là tôi không đi nữa. Công việc. À, công việc có chút bận hoặc là công việc có hơi bận một chút. Và y tiện cũng có nghĩa là một chút. Y tiện cũng có nghĩa là một chút và y tiện sẽ đứng trước một danh từ. Y tiện sẽ đứng trước một danh từ. Ví dụ như y tiện suy của tôi mua một ít trái cây. Đứng với tính từ thì sẽ là tính đến lơ đến y tiện. Tính từ đến lơ đến y tiện. Và nhớ dùm cho cô chữ dấu tiện hoặc là cái cụm tính từ đến lơ đến y tiện biểu thị rằng chúng ta đối với cái đó không được hài lòng cho lắm. Không được hài lòng cho lắm. Ví dụ như tôi không đi nữa, công việc hơi bận. Mình có muốn bận không? Không muốn. Thì thường là sẽ biểu thị là không, sự không hài lòng. Nếu như đổi thành cái câu ý tiện này với câu này, mình đổi thành câu ý tiện thì mình sẽ dùng như thế nào? 我不去了，工作忙了一点。工作忙了一点。Nói chung là biểu thị cái sự không hài lòng của mình. Như vậy thì chúng ta đến ngày hôm nay đã học ba chữ một chút. Vừa rồi mình học chữ gì? Isia. Bây giờ mình học y tiện, dấu tiện và sẽ học thêm một chữ nữa đó là ý phận. Chữ này đọc là phi nhưng nó có uốn lưỡi cho nên chúng ta chỉ đọc đến chữ hờ thôi, chứ tên chúng ta không đọc chữ y đằng sau nữa, thì sẽ đọc là ý phận. Ý phận, ý phận nó sẽ khác với cái này, những cái từ ở trên này là ý phận, nó cũng sẽ đứng ngay sau động từ giống như ý xa. Tuy nhiên ý khuất là biểu thị thời gian hoặc là một khoảng thời gian ngắn. Nó sẽ có hơi khác so với ý xa. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Ý khuất có thể đứng độc lập. Ý khuất có thể đứng độc lập. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng chữ một nè. Dấu tiện sẽ đứng trước tính từ. Dấu tiện sẽ đứng trước tính từ. Đặt cho cô một câu nào Kim. Có dự ý tiện mà cái câu đó là hồi nãy mới có rồi, đặt từ câu khác.
只有一个终点，对。Mình có thật nó rộng không? Mình cũng vừa người mình mà. Đúng không? Vô tiện ta. Biết. Lặn hả? Vậy, chín thiên tật thiên chí vô tiện trước. Hình hảo. Rồi, tính từ đến lơ đến y tiện. Nếu như mình dùng y tiện thì tính từ sẽ phải đứng trước và giữa tính từ với y tiện sẽ phải dùng chữ lơ. Câu hồi nãy của kia đổi lại thành chữ na cụm này cũng có thể. Đánh học Yên. Anh. Vậy chỉ nghe từ thiên chí rất là y tiện. Ngoài ra khi mà đứng với danh từ thì phải đứng sau y tiện. Sử dụng với danh từ thì sẽ đứng sau y tiện. Nào. Y tiện gì? À. Nì chư y tiện phan. Ba. Nì chư y tiện phan ba. À, jīn tiān wǒ shēn tǐ bù hǎo, shēn tǐ bù shū fú. Hoặc là jīn tiān wǒ shēn tǐ bù tài hǎo, wǒ chī yī diǎn fàn. Tôi ăn một ít cơm thôi, không thể ăn được nhiều. Lại, biết. Mỗi ngày tôi mua một tờ báo, mỗi ngày, vì vậy phải dùng tôi mỗi ngày tôi mua một tờ báo. Rồi, động từ đến ý xạ. Hôm nay công tác rất mệt, nghỉ ngơi một chút ba. Dùng thêm mấy chữ nữa nè ha. Xíu xí xa ba. Lại, Uyên. Bộ bán chú ý xa. Mình chuyển tô mì xa. Ba hồi nãy định dùng chữ bảo khu đúng không? Rồi. Bảo khu thì không thể nào bảo khu mì xa. Vì lý do gì? Mình khi học tới cái bảo khu này, khi nó ghép lại với nhau thì nó là một động từ. Tuy nhiên bản thân của chữ bảo khu thì nó lại đang có cấu trúc. Đây là một động từ chính. Đây là một động từ. Còn đây là một danh từ được sử dụng như một tăng ngữ và nó có một cấu trúc là động từ tăng ngữ. Cho nên cái chữ này khi mà thêm bất cứ một cái thành phần phụ nào vào thì phải thêm vào cái tiếng. Bảo xa khu vài. Chứ không phải là học ngữ xa, mà sẽ là học ngữ xa. Tất cả những cái thành phần phụ kiện đều phải đưa vào bên dưới. Sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều giống như chữ suy treo. Cũng như vậy. Suy treo, cô chưa nói tới cái này thì cũng được học được như vậy. Suy treo là ngủ. Khi ghép lại có nghĩa là ngủ là một động từ. Nhưng trong đó, chữ ngủ là suy. Và chào là giấc ngủ.
Châu là giấc ngủ, nó là một danh từ và nó được cấu trúc theo là cấu trúc động tâm. Thì tất cả những thành phần phụ nào, ví dụ ngủ một tiếng đồng hồ, thì đều phải đưa vào ở giữa suy và châu. Thì cái này được gọi là động từ liên hợp. Thì sau này mình mới học hết. À, học đi xa phụ, thân học. Rồi, ý hoa. Ý hoa, các bạn nói đây rồi các bạn mới cảm nhận được khác nhau giữa ý xa và ý hoa. Là suy giao. Đây, bây giờ ví dụ cô nói ha. Lấy luôn ngay chữ suy giao này, thì mình sẽ thêm cái chữ ý for vào ở trong này. Các bạn là cô đi ngủ một lát không? Chứ mà đi ngủ một chút một lát là gì? Thời gian. Thì mình sẽ không thể nào nói là 我睡一下觉, mà sẽ phải là 我睡一会儿觉. Tôi không có nói tôi đi ngủ một chút. Chữ chút trong tiếng Việt mà là có, nhưng chút đó là gì? Chỉ thời gian, chứ không còn là thử hay là làm trong một đoạn cái gì ngắn nữa, mà là một thời gian. Thì bắt buộc phải dùng là 睡一会儿觉, chứ không thể nào 睡一下觉. 我睡一会儿觉. Nó là chỉ một chút, nhưng mà nó biểu thị về thời gian hoặc là một khoảng thời gian ngắn. Tiếp theo, thử thử. Học sư. Nói giấy cao đây. Mình thiên dấu khảo sư. À. À. Ngày mai tôi có cái bài kiểm tra, có cái kỳ kiểm tra của xuyên sĩ lý khoa, tôi học một lát. Mai có bài kiểm tra thì không thể nào bạn học một lát được, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ đi để cái câu này về ngữ pháp là đúng, nhưng về nghĩa nó chưa được hoàn chỉnh. Thì thêm như thế nào? Chúng ta sẽ thêm chữ ở đây, chữ sai. Sai đứng trước một động từ, nói rằng lặp lại động từ đó một lần nữa. 我再学习一会儿. Tôi học thêm lát nữa. Ở đây nó có nghĩa là lát nữa. 我再学习一会儿. Chiều. Vì sao lại dùng chữ chiêu ở đây? Vì sao trong cái câu này cô lại dùng chữ chiêu? Quay lại chữ chiêu hồi nãy thầy nói là sao đây? Quay lại chữ chiêu hồi nãy.
dùng để chỉ một kết luận hay một sự kiên quyết thì ở đây là đưa ra cái gì? Kết luận đúng không? À tôi học thêm xíu nữa thì đi nghỉ, tương đương với chữ thì đưa ra một cái kết luận. Hoặc là giống như ở đây nè, ở đây ngon lắm thôi uống cái này đi, để nhấn mạnh, để đưa ra cái kết luận. Chưa ha? Thấy chưa? Như vậy thì cái câu mình mới hoàn chỉnh được. Ngữ pháp hồi nãy em đặt là ngữ pháp của Đăng nói đúng, nhưng về mặt nghĩa thì nó chưa hoàn chỉnh. Rồi hiểu không? Học thêm một lát nữa, mai thi mà. Thì mình đã học rồi và bây giờ mình thêm một lát nữa, chứ không thể nào nó mai thi tôi học lát thôi thì cái nghĩa nó không hợp đúng không? Mai thi phải học quá trời chứ là học lát. Ý khoa có nghĩa là một lát về cái thời gian ngắn. Nào các bạn, có một điền từ nào vào đây? Tí của à, vì sao lại là y tiểu? Nước, danh từ, nước là danh từ. Chi suy, câu 2. Y tiểu hành ngữ hay y xa hành ngữ? Đúng không? Nếu thì nó rõ ràng nè, chỉ có từ nè, chứ vừa có động vừa có danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Ngẫm lại câu này cho kỹ để đưa ra cái câu đáp án chính xác nhất. Chắc chắn chưa? Cô sẽ đưa ra kết luận là đáp án là y tiện. Hồi nãy y tiện đúng rồi, cô nói cái là sợ vì rằng không thể dùng ý xa ở đây mà phải dùng y tiện. Tôi biết nói một chút tiếng Trung, thì một chút là nói một chút hay là một chút tiếng Trung? Bây giờ mình phải xác định rõ ràng. Tôi biết nói một chút tiếng Trung tức là tôi nói một chút thôi hay là một chút tiếng Trung? Giống như là tôi uống một chút bia, thì tôi uống một chút tức là một xíu thời gian thôi, hay là tôi uống tức là thời gian dài nhưng tôi chỉ uống một tí bia? Phải phân biệt cho rõ nè, đúng không? Thì nó sẽ dùng hai cái từ khác nhau. Bây giờ nếu như nói rằng tôi nói một chút thôi, tôi chỉ nói một chút thôi, tức là thời gian nói của tôi rất là ngắn, thì mình sẽ dùng ý xa. Nhưng ở đây mình muốn nói cái gì? Cái tiếng Trung của tôi về đây mà biết mà, thì tức là tôi biết cái gì? Tôi biết tiếng Trung, nhưng mà tôi chỉ biết một tí thôi. Thì cái một tí này nó sẽ dùng cho cái gì? Tiếng Trung. Cho nên phải dùng là y tiện. Còn ví dụ như cô đang giảng bài thì em mới nói cô ơi cho em hỏi một chút, thì cái việc hỏi đó của em chỉ xảy ra một tí thôi, thì sẽ là quên ý xa. Hoặc là bây giờ tới giờ các bạn về rồi, cô nói các bạn ngồi nán lại một chút để cô nói thêm một xíu nữa, cô nói thêm một chút nữa, thì cô sẽ dùng là xua ý xa. Tức là việc nói của cô nó xảy ra trong một thời gian rất là ngắn, thì cô sẽ dùng ý xa. Nhưng ở đây mình phải xác định ở đây là gì? Tôi biết nói một chút tiếng Trung, đúng không? Vậy thì tôi nói một chút thôi hay là tôi chỉ biết một chút tiếng Trung? Tôi biết một chút tiếng Trung thì có phải là biết tiếng Trung này một ít, cho nên là cái một ít này nó dùng cho tiếng Trung. Vì vậy trong câu này chủ dùng y tiểu. Cũng giống như 我喝一下啤酒就回家. 我喝一下啤酒, 啤酒 là bia. 我喝一下啤酒就回家. Tức là tôi uống một xíu, tôi uống bia một xíu rồi tôi về. Nếu như trong tiếng Việt mình sẽ dịch là tôi uống bia một tí rồi về. Nghĩa là rằng cái thời gian uống của tôi một tí thôi, đợi tôi một xíu tôi uống xong tôi về liền, đúng không? 我喝一下啤酒就回家. Nhưng bây giờ cô ngồi vô với cả lớp, cả lớp nói cô uống bia không? Cô nói cô không uống được, cô chỉ uống được một tí thôi.
我喝一点啤酒。 Minh bái了. Vì sao nhiều bạn trước đây nhiều bạn cô, vì sao ở đây có chữ xua mà vì sao mình không dùng ý xe? Hay là vì rằng có chữ khưa với là ký chịu, vì rằng mình không dùng cho chữ khưa mà mình phải dùng cho ký chịu. Thì mình phải xem thử là cái trường hợp mình dùng là cái gì, mình muốn nhấn mạnh cái gì, nắm được chưa? Khi nào ví dụ như hơ ý xe ký chịu hay là hơ y tiệm ký chịu, phân biệt được khác nhau không? Gục đầu có thiệt chưa? Thiệt rồi hay? Rồi ba. Công chúa. À, đây là dấu điện tua. Chân. Rồi, hẳn học. Có bốn. Của giao truy sử xeo nghĩa là gì? Tôi phải đi đến trường. Ở đây nó hoàn toàn không có một cái gì hết, nó độc lập một mình nó. Thì dùng cái gì? Tùy ý qua, có nghĩa là một lát hoặc là lát nữa. Ý qua có nghĩa là một lát hoặc là lát nữa. Và ý qua có thể đứng độc lập. Suy câu 5. Mãi sao mất? Mãi là gì? Mua. Mua gì? Tuệ mãi ý xa bà. Mãi ý xa hảo mà. Mua giùm tôi được không? Câu 6. Tuệ là dấu tiền cũng hơi đỏ một chút. Chứ xuyên câu 7. Tận là đợi. À, tận ý xa. Chiêu. Cân. À, tận ý xa. Đợi một chút. Anh ấy đến. Thấy. Tên của số nói cho tôi biết. Ai đó sẽ nói cho tôi biết. Tức là người nghe này nè. Tự sẽ là chờ chút hoặc là lát nữa. Anh ấy đến thì nói cho tôi biết. Thì chỗ tưởng là từ thì mình có thể dùng ý qua hoặc là ý xa. Vì sao ở này có thể dùng được ý qua mà ý xa hay tự thì lại còn có thể ý xa ý qua được? Vì sao không có mãi ý khoa mà chỉ có mãi ý xa, nhưng mà tận vì sao lại tận ý khoa được, tận ý xa được? Tùy là vì cái tận này có nghĩa là thời gian ở trong đó, chờ trong một cái thời gian nào đó, thời gian ngắn thì có thể dùng ý khoa hoặc là ý xa, nhưng mua thì nó không có cái thời gian cho nên không thể dùng ý khoa hình thọ. Câu 8. Ừ. Dùng từ gì? Dấu tiền. Anh dùng từ gì biết không? Y tiền. Rồi, dấu tiền đứng ở vị trí nào? Dấu tiền sẽ đứng trước từ biểu thị sự không hài lòng. Y tiền, nếu mà tính từ thì phải đứng trước y tiền. Còn nếu là danh từ thì y tiền mới đứng đằng trước. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Danh từ đứng đằng trước thì không thể y tiện được, mà tính từ đứng đằng sau cũng không thể y tiện, chỉ có thể là dấu tiện biểu thị sự không hài lòng. Được chưa? Rồi, quay lại bài quá. Đọc nào. Kiên.
lạng bay là bù hơ là ý chinh. Sau này Ngoài nào? 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 Ngoài n